Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ block food cũng như là toilet tower defense của anh Crazy Lion. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Như các bạn đã biết, mình đã match level block food từ rất là lâu và điều đó khiến mình cảm thấy rất là bức ức bởi vì không còn gì để làm cả. Nên hôm nay mình đã quyết định tạo ra một con ạc mới và bắt đầu cày cuốc lại từ level 1. Và mục tiêu của video hôm nay đó chính là mình sẽ trở thành thần sấm Enel trên con ạc mới tạo này. Ok, thì đầu tiên mình sẽ đi nhận nhiệm vụ quýnh khỉ nha. Monkey, let's go. Và đương nhiên là mình không nhận được rồi. Nhưng không sao các bạn à, mình là Crazy Lion mà, cần gì level 10. Con khỉ đầu tiên, con khỉ thứ hai, con khỉ thứ ba, let's go. Con khỉ thứ tư và con khỉ thứ năm, let's go. Nhưng mà tuy nhiên thì cách này lên level quá chậm các bạn ơi. Nhưng mà đừng lo, mình đã có cách lên level còn nhanh hơn thế này nữa. Cách nhanh nhất để lên level đó chính là quýnh mấy con yếu đi mà. Đồ hả các bạn ơi, xem nè, nó thậm chí còn không đụng được mình, thấy không? Quá easy luôn man, quá. Nhưng mà thật sự đây chính là cách lên level nhanh nhất nha các bạn. Bây giờ thì các bạn hãy đăng ký và like video đi trước khi mình lên level 50. Thì bước đầu tiên nó sẽ nhập code của admin Axure vô nha. Và let's go. Thì đây chính là bước thứ hai, các bạn chỉ cần quýnh mấy con quái này thôi. Mày láo ơi ơi tầm bậy. Và yeah, chúng ta sẽ lên level liên tục luôn. Mày con thứ ba và mình đã lên được tới level 40. Hình như là level random chết quỷ là phải tới 50 rồi phải. Thì như các bạn thấy VDAC nó mới vừa trở lại sau khi trải qua một kỳ thi rất là khó khăn ha. Em nhắm em được 10 điểm không Phú? Rồi thì bây giờ em thấy dễ á, mà dễ giáo viên. Ăn chết nữa rồi. Vậy là em được tầm khoảng 5 điểm ha. Có khi thấp hơn á. Anh tưởng phải là tổng tài bá đạo học bá chứ. Không, em chỉ là hàng da đen thôi à. Ui mà anh level 51 nè, chả anh gì đảo khỉ hả Phú? Ok thì các bạn biết level 51 đó có nghĩa là gì không? Chúng ta có thể random được trái quỷ rồi. Yeah, để coi trái quỷ đầu tiên của anh là gì nha. Rồi 1, 2, 3, let's go. Bạn không đủ tiền để mua trái quỷ. Ui trái bắt ma nè. Ngon quá vậy, cho anh farm đầu game đi. 1 minute later. Nhưng mà anh không chấp nhận trái quỷ ở đâu, bây giờ anh sẽ tự đi kiếm trái quỷ của riêng mình mới được. Thì nếu như các bạn không biết, mình có một cách farm belly rất là ngon, đã từng đăng video một lần rồi. Đầu tiên nó sẽ chạy lại lượm cái gương này và lên đây sẽ lượm được một cái gương nữa đúng không? Yes sir. Và khi chúng ta xuống đây thì sẽ có một cái gương ở bên tường. Trên đảo này khá là nhiều gương nha các bạn, nên là bạn nào ở C1 thì nên tận dụng cách này để có thể farm belly rất là ngon luôn ha. Thì cách này khá là đơn giản, các bạn chỉ cần kiếm một cái server khác ở trên đây để có thể zoom vô thì cái gương sẽ xuất hiện lại như cũ và các bạn chỉ cần việc lượm nó thôi. Ok các bạn ơi, và hiện tại mình đã có được 33k belly, có nghĩa là đủ tiền để random. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thử vận may thôi nào. Lần này em tin có thể random với trái quỷ mythical không? Giờ ra trái chớp luôn. Nếu mà ra trái chớp thì anh quăng em xuống Dũng á. Khá chắc chắn là các bạn chưa like video đúng không? Like video này nếu như các bạn muốn random với trái quỷ xịn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách lên level siêu nhanh nè. Đầu tiên mình sẽ đi lại góc này, sử dụng chiêu ít. Ok, thì bây giờ mình đã trở nên mạnh hơn rồi đó, với level 341. Và đương nhiên bây giờ mình phải trở nên mạnh hơn nữa bằng cách là đất ơi, chở nó qua đảo băng cái. Hiện tại chúng ta vẫn đang còn... Ủa? Lộn. Ủa đâu, đúng rồi, ở chổng mới đúng chứ. Thì bây giờ mình sẽ cần mua cái Haki vũ trang nè, Shoru và sau đó là Gepbo. Full combo nha. Tổng thiệt hại hiện tại là như ta 200.000 belly. Nhưng mà sức mạnh mình đã được nâng lên khá là nhiều rồi đó. Và đương nhiên việc quan trọng không hề kém nữa đó chính là random trái quỷ. Hồi nãy random hơi đỏ, bây giờ thử lại cái nha. Chắn là sẽ... Ui, trái băng tùm lum anh em à. Tiếp theo thì mình sẽ đi mua melee nha các bạn. Và môn võ mà được mình tin tưởng nhất chắc chắn sẽ là môn võ người cá của thánh Jinbe rồi. Thì cái này chính là cái vỏ quýnh nhanh nhất ở C1, nên là sẽ farm rất là ngon, giúp đỡ mình rất là nhiều bởi vì hiện tại không có trái human các bạn ơi. Ok, thì nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là đi quýnh mấy con gián điệp quân đội. Nhưng mà cái vỏ hơi cá của mình hiện tại thì vẫn chưa có chiêu nên khá là lỏ các bạn. Ôi, lên level ra thỏa mãn kìa. Chàng màn hình rồi. Ủa sao level 42 vậy? Nhưng mà không sao, cuối cùng thì mình đã lên được level 658, gần như là đã phá đảo được C1 rồi ha. Tuy nhiên thì mình còn có một nhiệm vụ để làm nữa, đó chính là đi lấy cái đá cỏ bổng của Enel. Nhưng mà trước đó thì mình phải đi nâng cấp sức mạnh của mình để có thể quýnh bại được Enel cái đã. Yes sir. Mình sẽ đi học Haki quan sát. Thì để mà học được Haki quan sát, các bạn phải có level cao hơn 300 và hoàn thành vụ quýnh Saber, và đương nhiên phải có 750k belly nữa. Một yêu cầu khá là khó sơ ha, nhưng mà đừng lo bởi vì mình có thể làm được hoặc là không. Thì để có thể đánh bại Saber, chúng ta cần phải ấn mấy cái nút ở trong cái khu gần khỉ này. Nếu như các bạn nào còn chưa quýnh được Saber thì các bạn có thể coi clip mình để đi bấm mấy cái nút ha. Nói chung thì nhiệm vụ quýnh Saber nó cũng rất là lằng ngoằng nha. Đi tìm mấy cái nút tới tối luôn mới phát hiện nha các bạn ơi, giấu kỹ quá. Ok, và cuối cùng thì cái mật thất nó cũng chịu mở ra rồi. Wow, và hôm nay còn có gương kim cương nữa. Gì đây? Xương rồng đơm lá đá đông hoa hả? Trẻ con sa mạc truyền tay nhau bài đồng ca. Nói chung thì mình thấy admin Lockfood chịu làm thơ đó, văn thơ cũng lai láng, khá là hay ha. Bây giờ thì sẽ theo lời bài thơ đó mình đã đi tới được cái sa mạc rồi, mà công nhận sa mạc buổi tối nó cũng sáng ghê ha, chói vãi cái chưởng. Và bước tiếp theo khi mà các bạn đã lên được sa mạc đó chính là đi vô cánh cửa màu đỏ ở đây và đi xuống dưới tầng hầm thì các bạn sẽ thấy một em loli đùa thôi, đó là các bạn phải đốt cái cửa ra nha. Và bên trong đây sẽ có một cái ly nước và một cái bài thơ của admin nữa, vãi cái chưởng thiệt. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua bài thơ đó nha. Bây giờ mình sẽ đi múc nước cho ông chú uống đây. Này phải rất là căng nha các bạn, phải canh phải canh cho chuẩn nhưng mà nó không gớt vô đâu. Rồi bây giờ thì sẽ đi lên và đưa ly nước cho ông chú này uống. Mày đắt cũng muốn uống nữa hả mày? Sau đó thì chúng ta sẽ quay về làng bất ghi để đi gặp con trai của ông đó. Sau khi mà nói chuyện xong thì chúng sẽ nhận được một nhiệm vụ và đi quýnh con quái Mod Leader. Đây với cái vỏ người cá này thì mình có thể dễ dàng đánh bại nó. Ui 3.000 bao ti, quá ngon. Bây giờ chỉ cần việc về làng và trả nhiệm vụ là chúng ta có thể nhận được chìa khóa vô chỗ quýnh săn tóc đỏ. Ê mà công nhận nó nhìn giống cái kiếm của VDAC ghê ha. Ok và đây chính là khoảnh khắc 1v1 giữa mình và boss Saber, anh săn tóc đỏ đó. Ok 1, 2, 3, let's go. Ủa săn tóc đỏ đâu? Mày giỡn nữa hả VDAC? Ủa hết hài hả? Làm này mới lần đầu tiên của ta. Ok rồi rồi anh sang tóc đỏ, chúng ta sẽ cùng nhau đỏ kiếm nha. Mặc dù là mình vẫn chưa có kiếm nhưng mà thôi kệ, đấm nó luôn. Em xin lỗi anh sang tóc đỏ. Ui what the fuck, ra Saber luôn, một hit ăn ngay hả? Quá đã các bạn ơi. Thì sau khi xong nhiệm vụ sang tóc đỏ chắc chắn là mình sẽ có thể học được Haki quan sát, Axure 750 kbli. Let's go. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mục tiêu tiếp theo, đó chính là cây gậy Bole của Enel. Theo mình nghe nói thì cái tỷ lệ cây gậy này là siêu khó luôn, mà không sao, mọi chuyện sẽ rất là đơn giản với anh Crazy Lion. Phát súng thứ nhất không ra. Các bạn nghĩ là tầm combo nhiêu thì mình mới ra được cây gậy Bole này? Theo mình nghĩ thì con thứ hai là ra nè, không có gì hết. Vậy thì chúng ta chỉ cần quýnh con thứ ba là được. Vẫn không ra, nhất quá tam luôn các bạn. Nãy giờ mình quýnh 3 lần rồi thì lần thứ tư chắc chắn sẽ không ra. Và đây là lần thứ 5. Mình không nghĩ nó khó tới mức đó luôn các bạn. Phải, khó thiệt á. Không sao, không sao. Dạng sự khởi đầu nan mà, gian nan thì bắt đầu nản. Và đó là không ra. Không thể tin được các bạn ơi, chỉ vì một cái gậy đánh chó hay sao? Không thể nào mình bỏ cuộc được. What the... Cố lên tôi ơi, cố lên tôi ơi. Con này chắc chắn sẽ ra. Con này chắc chắn sẽ ra. Con này là con thứ bao nhiêu rồi các bạn nhớ không? Mình không thể đếm nổi nữa. Nhưng mà anh Crazy Lion sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nãy giờ gần 1 tiếng các bạn ơi, thậm chí mình đã mất tập trung tới mức sẽ bị con boss giết. Cảm nhận được con này chắc chắn là con này sẽ ra. Đoán nha, mình đoán nha, con này sẽ không ra, biết ngay mà. Mày phải trả giá vì nãy giờ mày khiến tao chịu đựng quá nhiều rồi. Bole, anh ra rồi. Cuối cùng thì mình đã có được cây gậy lôi điện để có thể thức tỉnh là được sức mạnh của thần sấm Enel. Yes sir, các bạn thấy mình có ngầu hay không hả? Cơ bụng 6 múi với một cây gậy siêu dài. Ý mình là cây gậy lôi điện đó nha. Ok và trước khi rời khỏi hòn đảo này thì mình cần phải đi đến gặp người, đó chính là thanh niên Yoshi. Sao nhìn giống mình dữ vậy ta? Nhưng mà nhìn nó có vẻ không đẹp trai bằng mình ha, không có 6 múi cái kiểu. Khi nói chuyện với thanh niên này các bạn sẽ mua được cái phụ kiện mấy cái chống sau lưng. Yes sir, bây giờ mình đã chính thức trở thành Enel. Công nhận cũng giống thiệt ha, 1910 đó chứ giỡn à. Ok và hòn đảo tiếp theo chúng ta sẽ đi đến đó chính là hòn đảo Nha Tu. Thì các bạn cần phải đi lại nói chuyện với NPC ở phía trước đây đó. Thì sau khi nói chuyện xong các bạn sẽ nhận được cái chìa khóa cùng với nhiệm vụ đi bắt Don Swan hay còn gọi là Doflamingo á. Ok, bây giờ chúng ta cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ thế nào. Let's go. Ây da, đừng nói mình phải solo đu đốc bằng nha. Thôi kệ dứt luôn. Mình có một người khá là mạnh mà. Ê Enel mà mày giỡn hả? Ơi ai da ơi, sao không ai nói tôi là còn cái vụ này nữa vậy? Ok đây rồi, hên quá con boss cũng yếu các bạn ơi. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần quay lại cái hòn đảo này và nói chuyện lại. Oh what the fuck, sao có cái đèn ở đây vậy? Đây nói chuyện với NPC này và chúng ta có thể lên được C2. Ok let's go, lên C2 hồi nào. Một hành trình cũng khá là khó khăn ha. Và sau khi lên được C2 có nghĩa là chúng ta đã có thể có cơ hội lấy được trái Rumble cao hơn. Để mình thử vận may xem là có thể ra trái Rumble ngay phát đầu tiên hay không nha. Và đương nhiên là không rồi, má xui thiệt. Nhưng mà oh my god các bạn ơi, các bạn biết tin gì chưa? Bỗng nhiên mình đang đứng ở đây thì bắt gặp được anh đẹp trai tên là anh Crazy Lion. Ôi tôi là anh Crazy Lion mà, tôi sẽ cho bạn trái Rumble vĩnh viễn nếu bạn khen tôi đẹp trai. Cái gì? Các bạn nghĩ mình vì trái Rumble mà khen này đẹp trai hả? Thì nói chung cũng bình thường các bạn ơi, cuộc sống mà biết sao giờ. Ha ha ha, kid get scam easy easy. Thôi thì bây giờ mình xin phép các bạn múc ban trái Rumble nha. Nhâm nhâm nhâm. Quay khoan đã, mà hình như trái Rumble của mình vẫn chưa có mastery thì phải. Mà không sao, hãy để mình. Let's go. Thì sau khoảng 30 phút đi farm thì mình đã lên được 250 mastery của trái Rumble, cũng khá đơn giản ha. Nhưng mà với sức mạnh hiện tại của mình thì vẫn chưa thể nào mà gọi được là thần sấm Enel được. Nên mình cần phải đi thức tỉnh trái Rumble lên V2. Và đương nhiên mình sẽ đi vào thức tỉnh ở C2. Lâu lắm rồi mới vô đây lại ha, nhìn lạ vãi. Mong là mình nhập đúng code. Tại cũng khá lâu mình chưa đi red ở C2 ha. Code thì mình chuẩn luôn, vãi cái chữ thiệt. Đi red thế nào, let's go. Đây rồi, ông NPC bán chip red. Bạn cần ít nhất level 1001 để có thể làm điều này. Vãi. Nhưng mà không sao các bạn ơi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn ở đây, đó chính là VDAC mà. Mình sẽ để cho VDAC mua chip nha. Mình đúng là thông minh mà. Ok, vô hồi nào. Cái red đầu tiên khá là đơn giản ha. Nhưng mà chắc chắn là không phải mình quýnh rồi, mà do VDAC gánh đó các bạn ơi, chứ mình sao quýnh nổi. Có level 800 mấy à. Ok, thức tỉnh chiêu đầu tiên với giá 500 fragment. Chiêu dách hả? Ok, chơi luôn. Ui, what the hell? Bao nhiêu cái danh hiệu vậy? Các bạn có thể đếm được bao nhiêu danh hiệu nó cho mình không? Nhiều vãi, đếm không kịp luôn. Và lần thức tỉnh thứ hai, yes sir, chắc chắn là chiêu ép rồi. 2000 fragment hả? Hồi nãy có 500 mà sao giờ lên giá dữ vậy? Ok, và đến với lần thứ ba cũng hơn fragment mình còn nhiều nha. Lần này là 3000. Ok, dứt luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem chiêu ít khi mình thức tỉnh lên nha. Quá đẹp, quá xứng đáng cái 3000 fragment các bạn ơi. Rồi, lần thứ tư để xem lần này chiêu gì nha. Và đó là chiêu C với 4000 fragment, mua luôn. Đấy, mấy tên nghe ngầu ngầu rồi đó. Bảo sấm với lại thiên lôi giáng thế. Bùm, đồ ngầu vậy ta. Và chiêu cuối cùng đó chính là chiêu V. Từ lôi bom nó sẽ tiến hóa lên thành chiêu gì đây? Wow, chiêu V của mình đã biến thành lôi diệt cầu. Ui, với cái quả cầu bự chẹp bá lửa thế này thì chắc chắn sẽ trúng rồi. Nhưng mà mình vẫn còn phải đi thức tỉnh thêm một lần nữa, bởi vì trái Rumble có cái thức tỉnh bí mật ở lần thứ 6, đó chính là cây Bole V2. Đây rồi, các bạn thấy gì chưa? Một hòn đảo bay trên trời. Mình nghĩ là có khá ít bạn biết cái này ha. Thì khi các bạn nói chuyện với NPC này thì các bạn sẽ được học cây Bole V2 với giá 5000 fragment. Ok, và đương nhiên mình sẽ chọn nâng cấp rồi. Tada, và đến cuối cùng sau 2 ngày một đêm mình đã thức tỉnh được hết tất cả mọi thứ của Enel. Và xin cảm ơn anh Crazy Lion trong vai VDAC đã giúp đỡ mình thức tỉnh nha. Nói chung mình công sức là nhờ VDAC nhiều nhất á. Nên là các bạn đừng quên cái dưới like và đăng ký để ủng hộ mình về VDAC nha. Còn bây giờ thì bye bye.